Hello thì các bạn, mình là Waterbot vẫn đây. Hôm nay cho anh đẹp trai Lit Frozen này nhé. Tiếp ba. Còn con bọ, Lit bọ nữa mà mình chỉ có nâng. Làm biến nâng quá. Nâng giờ cũng phải 60-70 ngàn mới lên MK2 được. Hết tiền, nghèo. Cuối năm nghèo. Con này con Lit cho mình đánh giá nó khá yếu nha, nó chỉ có cái skill thôi, mà skill này thì hồi rất là lâu à, mà nó có thể bị xuyên bởi con rắn. Con rắn chỉ con Lit cái một, tại vì chung Lit cũng đủ cổ rồi, nhưng mà mình sẽ dùng kỹ năng mình đánh cầm cự. Trận này thì thua thảm, nhưng mà muốn giết con Lit cho mình cũng không dễ đâu. Phải chạy đi chắc phải mới giết được. Chỉ có dùng kỹ năng thôi. Thế nó đã xịt cái nữa là bay một khúc máu đi. Không có defense boy mà xịt cái chết, xịt cái chết. Con Lin đây còn có defense boy. Nidor, cái con Lit là tệ. Nidor còn có, còn cầm cự được một lúc, chứ con Lit này bị up cái chết. Đó giống con Ochi. Con Ochi bị up cái không chết. Con này cũng gì lâu rồi không lo Ochi này, những chắc ngay mà là Ochi. Vậy đó sẽ Ochi nha. Ochi tội lỗi. Up cái chết, up cái chết. Ồ, trời ơi, nó nã kìa. Đâu rồi, nó biết mình núp ở đây rồi. Đi kèm tới, kèm tới, đi kiếm chuyện nữa. Ờ, đồng. Bài mẹ hai cái súng. Da mày. Mà mình vẫn chưa bị hạ nha, mình vẫn bắn được. Lên luôn, lên luôn. Tận con Lit rồi, tận con Ly luôn, sợ. Mình không có sợ. Giết mình không dễ. Nói chung mô đun mình cũng thuộc lại mô đun lại tốt, cho nên nó cầm cự được. Nó sẽ bơm máu và nó hồi máu. Bây giờ mới chết. Rồi lo sát thủ ra thôi. Cái súng Watts này bắn đào lắm đó nha. Phá giáp ghê. Chơi cái Ron mà cái chói chân là quá hợp với con bị Ares được luôn. Chói nó lại. Chói là xong là skill nã nó. Các bạn chơi Ares thì nên có cái skill chói chân nha. Cái Ron chói chân với ngọt nhầm. Skill chói chân cũng được. Cái module á. Module chói chân rồi cũng. Nhưng mà mình khuyên bạn nên mà để tàng hình đi. Quét tàng hình nó mình chống lại con Lin. Con Lin lúc này tràn lan khắp server rồi. À không có tàng hình là con Lin nó giết mình liền. Cho nên mình đừng lấy mô đun trói chân nữa. Mình đã roi trói chân được rồi. Chơi cái mô đun quét tàng hình nó triệt con Lin. Cái này triệt con Igumi. Nhưng mà lên tới bậc thầy ít thấy Igumi này nha. Hiếm Igumi ghê luôn. Quật Titan luôn, sợ gì. Mình không nghe. Chơi luôn. Rồi thêm con quỷ gì nữa. Quỷ hào, quỷ hạt, quỷ hót thì vẫn phế. Có lực mạnh nhưng mà không có defense boy. Giờ con nào không có defense boy là bị ấp chết liền. Cầu nó đồng. Ba thằng vô chỗ. Còn gì là thanh sát. Rồi hốt từng em tại gì trận này thua mà tụi nó đông quá. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.